yếu sinh lý là căn bệnh xuất hiện phổ biến ở cả nam và nữ giới căn bệnh này ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc lứa đôi đẩy nhiều cặp đôi đến bờ vực tan vỡ vì mối nguy hiểm của yếu sinh lý với hạnh phúc gia đình và khả năng kích thích sinh lý tuyệt vời của nấm ngọc cầu nên loại nấm này luôn giành được sự quan tâm của nhiều người thậm chí nhiều cặp đôi còn được khuyên nên ngâm rượu ngọc cầu và thường xuyên sử dụng để hạnh phúc lứa đôi được trọn vẹn thăng hoa, nhưng trước khi tìm hiểu kỹ về việc ngâm rượu ngọc cầu, chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin cơ bản của loại thần dược này. Theo đó, nấm ngọc cầu còn được gọi bằng một số tên khác như tỏa dương, củ gió đất, củ pín, xà cô, địa mao cầu. Loại nấm này có tên khoa học là Sinomorium songaricum, thuộc họ gió đất. Balanophoraeae, đây là cây sống lâu năm. Cây có thể tồn tại và phát triển bằng cách ký sinh vào các cây gỗ lớn, có tán lá rộng trong rừng tuy nhiên nó không mọc trên thân cây như mộc nhĩ hay một số loại nấm khác mà thường chìm dưới đất khi cây nấm lớn thì tán ô màu đỏ đậm mới vươn lên khỏi mặt đất cây nấm ngọc cầu cũng không mọc đơn tách rời mà thường mọc thành từng cụm lớn phân loại nấm ngọc cầu phân loại dựa trên hình dạng cây nấm chỉ cần quan sát phần thân mọc lên khỏi mặt đất của cây nấm ngọc cầu bạn có thể nhận diện xem đó là loại nấm nào Cụ thể, nếu phân loại theo đặc điểm hình thái bên ngoài thì sẽ có nấm ngọc cầu đực. Đây là loại nấm có thân hình dạng chóp. Mỗi cây nấm mọc khỏi mặt đất có thể cao từ 10 đến 15 cm hoặc hơn. Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy bên ngoài cây nấm có rất nhiều cánh hoa li ti màu đỏ thẫm. Phần tiếp giáp với đất có bao màu tím bao bọc bên ngoài. Hơn nữa, dù cây nấm mọc dài hay ngắn thì phần bao bọc bên ngoài cũng không nở bung. Khi ngửi, bạn sẽ thấy nấm ngọc cầu đực có hương thơm dịu. Mùi thơm rõ ràng hơn nhiều so với loại nấm ngọc cầu cái. Nấm ngọc cầu cái, cây nấm ngọc cầu cái có hình dạng bên ngoài khá giống với bắp ngô non với những vết rõ ràng giống như hạt ngô. Nấm ngọc cầu cái cũng có mùi thơm nhưng mùi chỉ thoang thoảng chứ không rõ ràng như nấm ngọc cầu đực. Nếu cắt ra thì sẽ thấy nấm ngọc cầu cái thường ít chất sơ hơn, phân loại dựa trên màu sắc ruột nấm xem màu sắc ruột cũng là cách để bạn nhận diện nấm ngọc cầu một cách dễ dàng cụ thể nếu phân loại theo màu sắc ruột thì sẽ có nấm ngọc cầu ruột vàng loại nấm này cũng có lớp vỏ bên ngoài màu đỏ tím nhưng nếu cắt ra thì sẽ thấy phần ruột bên trong có màu vàng với hương thơm đặc trưng nấm ngọc cầu ruột tím đỏ đúng như tên gọi nếu bổ thân cây nấm ra thì bạn sẽ thấy ruột của loại nấm này có màu đỏ ngả sang màu tím Cách thu hoạch và sơ chế nấm ngọc cầu, nấm ngọc cầu là loại thảo dược mọc tự nhiên trong rừng. Để thu hoạch nấm ngọc cầu, người dân thường vào rừng trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm. Tìm những cây nấm ngọc cầu đạt kích thước chuẩn để thu hái, sau tháng 12, những cây nấm còn sót lại sẽ chìm xuống đất không có ngọn mọc trồi lên khỏi mặt đất. Nếu gặp điều kiện thuận lợi, cây sẽ tiếp tục phát triển, hình thành bụi nấm lớn hơn vào năm sau một số người cũng chọn cách thu phần lớn cây nấm để lại một vài nhánh nhỏ để cây tiếp tục phát triển và cho thu hoạch vào năm sau do là vị thuốc được yêu thích công thức ngâm rượu ngọc cầu lại được truyền bá rộng khắp nên rất nhiều người đang tìm mua nấm tê về làm thuốc hoặc ngâm rượu nếu chọn bán nấm tê thì người dân gần như không cần sơ chế gì cả chỉ cần rửa sạch bỏ đất cát để ráo nước là được trường hợp chọn làm thành dược liệu khô thì bạn cần tiến hành rửa sạch tách thành các cây nấm hoặc miếng nấm lớn để phơi hoặc sấy khô. Bạn cũng có thể cắt củ nấm ngọc cầu thành nhiều lát mỏng theo chiều dọc của cây nấm và phơi trong bóng dâm cho xe mặt. Khi khô, nấm ngọc cầu sẽ có màu đen hoặc nâu sẫm với hình dáng không đồng nhất. Bề mặt miếng nấm khô cũng xù xì chứ không bóng loáng. Ba bước để ngâm rượu ngọc cầu, bước 1 chuẩn bị nguyên liệu ngâm rượu ngọc cầu, bước đầu tiên để ngâm rượu ngọc cầu là chọn nguyên liệu. Ở bước này, bạn cần chú ý tuyển chọn nguyên liệu thật cẩn thận cần chọn loại nguyên liệu xịn để đảm bảo chất lượng của rượu bởi dù có ngâm đúng theo hướng dẫn đến đâu mà nguyên liệu được chọn không tốt thì cũng không thể đảm bảo công dụng của rượu thuốc theo đó nguyên liệu đầu tiên mà người muốn ngâm rượu ngọc cầu cần chuẩn bị là nấm ngọc cầu hiện nhiều người đang trực tiếp mua nấm ngọc cầu tươi về rửa sạch cho vào bình ngâm với rượu vì cho rằng cách ngâm này sẽ giữ nguyên được dược tính hữu ích và không có chất bảo quản gây hại Tuy nhiên, theo kinh nghiệm dân gian thì nấm ngọc cầu làm thuốc phải được chế biến bằng cách phơi hoặc sao khô cho dậy mùi. Việc phơi khô nấm ngọc cầu không chỉ loại bớt nước, giúp rượu thêm đậm vị, dậy mùi mà còn giúp loại bỏ vị chát cố hữu trong cây nấm. Đảm bảo hương vị của rượu thành phẩm. Do đó, dù có mua nấm ngọc cầu tươi thì bạn cũng cần tiến hành phơi hoặc sấy khô. Trường hợp trực tiếp mua nấm ngọc cầu khô, bạn nên chọn loại nấm có chất lượng tốt với màu nâu sẫm và mùi thơm đặc trưng các miếng nấm phải lớn đều, không nát vụn. Tỷ lệ giữa thân và củ nấm là 50 phần 50. Tuyệt đối không chọn loại nấm ngọc cầu khô nát vụn. Thân nấm hoặc củ nấm quá lớn hay quá nhỏ. Cũng không nên chọn nấm có màu lạ, đen, trắng, hoặc có dấu hiệu ẩm mốc. Bước 2. Sơ chế nguyên liệu ngâm rượu ngọc cầu. Bước thứ hai mà người ngâm rượu ngọc cầu cần làm là sơ chế tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị. Thông thường ở bước này bạn chỉ cần đem các nguyên liệu rửa sạch, phơi cho khô, bao gồm cả bình thủy tinh tuyệt đối không dùng nguyên liệu đang ướt để ngâm rượu, vì nếu dùng nguyên liệu đang ướt thì chất lượng rượu ngâm sẽ không được tốt. Dễ hỏng, có mùi khó chịu, với nấm ngọc cầu khô, bạn có thể cho vào chảo sao đến khi dậy mùi hương. Để nguội rồi mới bắt đầu ngâm rượu ngọc cầu, bước 3, tiến hành ngâm rượu ngọc cầu. Cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị và sơ chế vào bình thủy tinh. Đổ rượu vào, đậy kín. Ngâm trong khoảng một tháng là có thể sử dụng. Trong thời gian ngâm rượu ngọc cầu, bạn nên lưu ý đặt bình rượu ở nơi khô ráo, Thoáng mát tránh ánh sáng mặt trời. Tốt nhất là đặt trong hầm rượu, cách vài ngày lại lắc đều để đảm bảo các dược chất quý trong nấm ngọc cầu và các loại dược liệu khác tiết hết ra rượu. Ngoài ra, người ngâm rượu cũng cần lưu ý, dù chỉ cần một tháng là có thể sử dụng nhưng rượu nấm ngọc cầu ngâm càng lâu sẽ càng tốt. Vì vậy, nếu có thời gian thì bạn nên ngâm từ 2 đến 3 tháng rồi mới bắt đầu dùng. Khi sử dụng, bạn không nên liên tục mở bình rượu mà cần rót một phần ra bình riêng. Phần còn lại tiến hành đẩy kín để tiếp tục ngâm. Công dụng của rượu nấm ngọc cầu, nếu từng ngâm rượu ngọc cầu thì bạn sẽ thấy chỉ sau một ngày ngâm rượu đã bắt đầu chuyển sang màu đen đặc với mùi thơm dễ chịu. Hơn nữa, không chỉ thơm ngon mà rượu nấm ngọc cầu còn có rất nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Nhất là công dụng trong việc tăng cường sức khỏe sinh lý.